Vừa qua, tại công ty than Quang Hanh, Quảng Ninh, ngành công thương long trọng tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2017 với chủ đề thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, năm 2016 toàn quốc xảy ra 7.588 vụ tai nạn lao động, trong đó có 655 vụ tai nạn làm chết 711 người. Ngành công thương để xảy ra 5 vụ cháy nổ, 709 vụ tai nạn lao động và làm chết 41 người. Nguyên nhân tai nạn vẫn là do cán bộ quản lý chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc triển khai các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, nhận thức, kỹ năng người lao động còn hạn chế, chưa nắm bắt đầy đủ các mối nguy hiểm tại nơi làm việc và biện pháp phòng tránh, không chấp hành nghiêm túc quy trình, quy định của đơn vị. Xác định mục tiêu năm 2017 và những năm tiếp theo phải giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các sự cố cháy nổ. Tại lễ phát động, lãnh đạo Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị ngành công thương tổ chức hưởng ứng phong trào hiệu quả và thiết thực. Các hoạt động nâng cao trách nhiệm, đào tạo kỹ năng, phòng chống cháy nổ và mất an toàn lao động phải được duy trì thường xuyên, liên tục. Cũng trong dịp này, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đã trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho 122 tập thể và 135 cá nhân tiêu biểu về công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2016.